Chào mừng các bạn đã đến với kênh Octi Vlog. Octi Vlog đang ở nhà của thầy đi phù hồ nhé. Thầy đi phù hồ đang ở trong nhà nhưng mà nay không cho quay nữa. Thầy phù hồ không cho quay nữa nhé. Tối vô nói chuyện với thầy. Để quay cho đủ cái rồi đi về. Nhận cái bức tượng đem ra đây hết rồi. Nhận cái tượng Phật đem ra đây hết rồi. Nhà thì đen xây giữa trần. Một chút thầy sẽ xây tiếp. Một chút thầy phụ hồ sẽ xây tiếp nhé. Xe của thầy đó. Thầy đang ở nhà dưới nhưng mà không cho quay nữa. Chúng ta cùng vô nha. Đây là chánh điện. Chúng ta cùng ra ngoài nhé. Cây cối xung quanh chùa đã bị chặt hết rồi. Nay không cho quay nữa. Không khí ở chùa rất mát mẻ nhé. Cái này không phải là chùa, là tịnh tháp nhỏ thôi. Chùa đen được xây. Người nhà đang ở dưới nhà dưới nhưng mà không được quay, mong quý vị và các bạn hãy thông cảm nhé. Xem và hiểu thêm về thầy nhé.